Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với anh em TV. Ngày hôm nay là một ngày cực kỳ là vất vả đối với mình cũng như là anh Hải Triều, tại vì là chúng mình đã dầm mưa vào lúc 2 giờ sáng đây, như anh em có thể thấy 2 giờ sáng chỉ để trên tay, chỉ để cầm được một chiếc điện thoại cực kỳ là đặc biệt, đó chính là chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Đó. Và trong chiếc hộp này có gì đặc biệt, có gì hay ho thì mình cũng nói chung là cũng hào hứng lắm rồi. Không chần chừ gì nữa, chúng ta cùng nhau lên nhà và unbox chiếc hộp này nhá. Mình đã về đến nhà rồi và đây nhân vật chính của chúng ta, chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Và như anh em có thể thấy ở trên chiếc hộp này của chúng ta, đó chính là một cái bút S Pen được làm màu đồng, thì đây cũng là cái màu của cái phiên bản mình đang có ngày hôm nay. Và không cần nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ unbox chiếc hộp này ra cho anh em nhá. Và trước khi bắt đầu video thì đối với những anh em nào mà đang quan tâm tới những sản phẩm Samsung Galaxy Note 20 cũng như là Note 20 Ultra thì hiện tại anh em có thể đặt hàng tại Cellphone.net được rồi. Và ngoài ra thì chúng ta có thể trừ quà các thứ đi thì cái giá tiền của chiếc Samsung Galaxy Note 20 cũng như là Note 20 Ultra sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thế nên là mình sẽ để đường link ở phía bên dưới dẫn thẳng đến hệ thống cửa hàng của Cellphone.net để anh em biết thêm thông tin chi tiết nhé. Đó. Đây rồi. Rồi và xin giới thiệu với anh em nhân vật chính của chúng ta, Galaxy Note 20 Ultra. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với cái chiếc điện thoại này, còn cái hộp thì bây giờ mình sẽ để cho đến cuối cùng nhá. Đó, và như anh em có thể thấy là trên cái chiếc hộp này của chúng ta sẽ có một cái chiếc bút S Pen màu đồng, thì đây cũng là sẽ là màu của cái phiên bản của chúng ta luôn. Và điều đầu tiên mà mình muốn nói về chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra này không phải là về mặt thiết kế cũng như là không phải là về cấu hình, mà đó chính là chiếc bút S Pen. Thì khi mà chúng ta nhắc tới Samsung Galaxy Note thì chúng ta không thể nào mà không nhắc tới bút S Pen được. Và đối với cả bút S Pen năm nay thì nó đã có rất là nhiều sự thay đổi. Ví dụ như là cái vị trí của nó đã được đặt ở phía bên trái. Nhưng cái sự thay đổi mà mình thấy rằng là đáng tiền nhất trên cái chiếc bút S Pen này, đó chính là nó đã được giảm cái độ trễ từ 42mm xuống còn chỉ còn 9mm mà thôi. Thì cái độ trễ này nó là như thế nào thì để mình giải thích cho anh em. Đây, mình đang có một cái chiếc điện thoại khác ở đây, và khi mà mình viết chẳng hạn thì anh em có thể thấy rằng là cái nét của mình nó sẽ bị chậm hơn so với cả tay của mình một chút. Còn đối với cả Samsung Galaxy Note 20 Ultra thì 9mm nó sẽ là như thế này. Đó, thì như anh em có thể thấy là với 9mm thì cái trải nghiệm viết cũng như là vẽ của chúng ta có thể trở nên mượt mà hơn cũng như là chân thực hơn. Đầu tiên thì chúng ta cùng nhau đến với cả mặt lưng. À đây, mình vẫn còn seal, quên mất chưa bóc seal. Đây, mình bóc seal luôn cho anh em xem. Quá. Rồi, uầy, đẹp quá. Thì như anh em có thể thấy là với mặt lưng của Samsung Galaxy Note 20 Ultra thì nó sẽ được làm theo dạng là mặt lưng nhám. Thì đây có lẽ là một cái điều mà Samsung họ đã biết lắng nghe người dùng khi mà chúng ta sẽ có một cái mặt lưng nhám thay vì là mặt lưng kính giống như là S20 Ultra. Và với cái mặt lưng nhám này thì nó sẽ khiến cho cái việc là bám mồ hôi dấu vân tay của chúng ta lên nó cũng khó hơn. Đây, như anh em có thể thấy là mình bấm vào như này, nhưng cái mặt lưng của chúng ta nhìn vẫn rất là đẹp. Và ngoài cái việc là đỡ bám mồ hôi dấu vân tay ra thì cái mặt lưng này nó cũng sẽ khiến cho chiếc điện thoại chúng ta trở nên sang hơn. Tiếp theo đó, đó chính là cái cụm camera trên cái chiếc điện thoại này. Thì cái cụm camera này như anh em có thể thấy là nó vẫn rất là to, vẫn rất là thô. Và ngoài ra thì trên cái cụm camera này thì nó sẽ không có những cái dòng chữ ví dụ như là 100x Space Zoom chẳng hạn, thì những cái chi tiết nhỏ như này nó cũng sẽ khiến cho cái cụm camera của chúng ta trở nên đẹp hơn. Và đó là về cái mặt lưng, thì còn đây là mặt trước của cái chiếc điện thoại này cũng được làm đẹp hơn rất là nhiều. Như anh em có thể thấy là cái viền trên này cũng như là viền dưới được làm rất là mỏng này. Viền hai bên của cái chiếc điện thoại này nó đã được làm cong, đấy, nhìn rất là sexy. Và một cái điều nữa mà không biết anh em có nhận ra không, đó chính là cái cụm camera selfie của chúng ta nó được làm gọn gàng hơn rất là nhiều so với cả camera selfie trên Samsung Galaxy S20 Ultra. Và không những vậy, cái mặt kính trên cái chiếc điện thoại này sẽ được sử dụng một cái mặt kính khác, không phải là Gorilla Glass 6 giống như những chiếc điện thoại khác trên thị trường hiện tại, mà nó sẽ được sử dụng một cái tấm kính là Gorilla Glass Vitus. Nếu mình không nhầm thì nó sẽ là Vitus, và rất nhiều người gọi rằng là đây là Gorilla Glass 7. Thì với cái Gorilla Glass Vitus này thì nhiều người đã nói rằng là nó sẽ có cái khả năng cứng cáp hơn này, cũng như là khó thể nào mà xước hơn. Còn về cái độ bền của cái mặt kính này thì mình hiện tại không thể test được, cái này sẽ để anh Triều, tại vì đấy là chuyên môn của anh Triều rồi. Và về cái màn hình của cái chiếc điện thoại này thì chúng ta sẽ có được những cái gì mà chúng ta mong đợi với một cái màn hình của Samsung. Thì trên cái chiếc điện thoại này thì cái màu sắc cũng như là cái hiển thị thì nó cũng rất là đẹp, rất là ok và không còn gì để chê nữa. Và chúng ta vẫn sẽ có một cái màn hình với tần số quét lên tới là 120Hz.
Tuy nhiên thì với 120x này thì chúng ta không thể nào và menu đâu. Đấy, rồi. Tuy nhiên thì với 120Hz này thì chúng ta vẫn chỉ để ở cái độ phân giải màn hình là Full HD chứ không lên được Quad HD Plus. Thì đây là một cái điều mà mình thấy tại sao không Samsung không lại nâng cấp lên nhỉ? Tại vì là Oppo Find X2 Pro cũng đã có cái khả năng là 120Hz lên được Quad HD Plus rồi. Nhưng mà không sao, chúng ta vẫn sẽ có một cái màn hình vẫn rất là mượt mà. Ngoài ra khi mà mình đang điều chỉnh cái tần số quét của cái chiếc điện thoại này thì mình nhận ra một điều là nó sẽ không hiển thị là 120Hz và 60Hz nữa, mà thay vào đó nó sẽ là tương thích và chuẩn. Đối với chuẩn thì chúng ta sẽ có cái màn hình là tần số quét là 60Hz rất là cơ bản rồi, nhưng cái tương thích này mới là cái điều đáng nói. Khi mà chúng ta sẽ không phải lúc nào cũng ở 120Hz mà thay vào đó nó sẽ dao động liên tục tùy trường hợp. Thì điều này nó sẽ khiến cho cái máy của chúng ta nó sẽ có một cái khoảng thời gian pin trâu hơn đó. Tiếp theo đó chính là về camera. Ngoài cái việc là thay đổi về ngoại hình ra thì cái cụm camera này nó đã có rất nhiều sự cải tiến về quay phim cũng như là chụp ảnh. Nói qua về thông số của camera một chút thì chúng ta sẽ có cái camera chính với 108MP này. Chúng ta sẽ có một camera góc rộng với 12MP, camera tele zoom 50x 12MP. Và cái camera này nó cải tiến như nào thì bây giờ mình sẽ giải thích cho anh em. Đầu tiên đó chính là khả năng zoom. Nói đến đây thì có lẽ rất nhiều anh em nói rằng là kìa, tất nhiên là Samsung Galaxy S20 Ultra zoom 100x sẽ xịn hơn 50x rồi. Nhưng mà không, đối với cả Samsung Galaxy S20 Ultra thì cái khả năng zoom của nó chỉ là zoom 4x quang học mà thôi. Còn đối với cả Note 20 Ultra thì chúng ta sẽ có cái khả năng zoom lên tới là 5x quang học. Tiếp theo thì trên cái cụm camera này thì chúng ta sẽ không có cái cảm biến đo chiều sâu, mà thay vào đó chúng ta sẽ có một cái cảm biến laser ở đây. Thì cái cảm biến laser này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể autofocus nhanh hơn. Thì như anh em đã biết rồi là đối với cả Samsung Galaxy S20 Ultra thì chúng ta sẽ có một cái khả năng autofocus nó không được tốt cho lắm. Tuy nhiên thì cái khả năng autofocus trên chiếc điện thoại này nó như thế nào thì bây giờ thì mình sẽ demo cho anh em xem. Đó, và với cái cảm biến laser này thì cái khả năng autofocus của chúng ta khi quay video nó đã cải thiện hơn rất là nhiều, cực kỳ là nhanh luôn. Rồi, và cuối cùng, điều mình muốn nói trên chiếc điện thoại này đó chính là về phần cấu hình. Thì đây là một cái điều mà mình cảm thấy hơi thất vọng về chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra này. Tại vì sao? Tại vì cho những anh em nào mà chưa biết thì đối với cả Samsung Galaxy Note 20 Ultra phiên bản Snapdragon thì chúng ta sẽ được nâng cấp từ Snapdragon 865 lên thành 865 Plus, một con chip mới được ra mắt của Snapdragon cực kỳ là mạnh mẽ. Tuy nhiên, đối với cả những cái phiên bản sử dụng con chip Exynos thì chúng ta vẫn sẽ sử dụng con chip Exynos 990 giống với cả chiếc Samsung Galaxy S20 Ultra. Thì đây là một điều mình cảm thấy hơi đáng tiếc, tại vì là đối với cả Exynos 990 là một con chip, mình thấy rằng là hiệu năng của nó cũng không được tốt bằng là Snapdragon 865, chưa kể đến là Snapdragon 865 Plus. Đó, và đó là chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Vậy còn trong cái hộp của chiếc điện thoại này chúng ta sẽ có những cái gì? Rồi, bây giờ đến mới lúc mình check này. Ok. Ui, xin lỗi anh em, hơi bừa một tí. Rồi, bên trong hộp này thì chúng ta sẽ có một củ sạc này. Chúng ta sẽ có cả dây sạc cũng như là tai nghe AKG này. Và đó là tất cả những cái trải nghiệm nhanh của mình với chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Thì mình thấy rằng là đây là một chiếc điện thoại hoàn thiện hơn so với cả Samsung Galaxy S20 Ultra. Tại sao mình lại nói như vậy? Thì ngoài cái việc là nó đang sử dụng cái chiếc bút S Pen ra thì nó sẽ có những cái thay đổi. Ví dụ như là camera của chúng ta này trở nên đẹp hơn này, cũng như là gọn gàng hơn, cũng như là sẽ có một cái khả năng quay phim chụp ảnh tốt hơn này, hay là thiết kế nó cũng trở nên đẹp hơn rất là nhiều so với cả S20 Ultra. Và màn hình cũng có những cái thay đổi, những cái tinh chỉnh để cho chúng ta có một cái trải nghiệm màn hình tốt hơn nữa. Thì mình nghĩ rằng là với cái chiếc điện thoại này thì Samsung họ đã lắng nghe người dùng, họ đã hiểu rằng là đối với cả chiếc Samsung Galaxy S20 Ultra nó đang thiếu những cái gì để có thể nâng cấp lên chiếc điện thoại này. Vậy không biết anh em nghĩ sao về chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra thì anh em hãy để bình luận dưới phần comment nhé. Nhớ like, share video và đừng quên subscribe cho anh em TV. Mình là Dũng LV và mình sẽ gặp anh em ở những video lần sau. Bye bye anh em.